thôn Thạch Bích, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội bây giờ. Ai cũng nói về cây bao bác đang được chăm sóc tại nhà ông Nguyễn Văn Ngọc. Ở khoảng sân rộng chừng 20m2 là 106 cây bao bác vốn chỉ được biết đến ở vùng đất sa mạc khô cằn. Dù chưa cao lớn như những cây trưởng thành, nhưng sự phát triển của loài cây này khiến rất nhiều người bất ngờ. Cũng chết mất một số cây. Nói với cả là cái cây này thì thực ra nó là mới lạ. Chúng ta chưa coi như là trồng nó bao giờ, vì vậy là cũng không dám bón vào cái gì cả. Đấy, thế cho nên là chỉ sợ nó chết mất. Thế cho nên là cứ tưới nước không để cho nó tự nó sinh trưởng như này thôi. Cho nên là bây giờ tôi mới cảm thấy là cái loài cây này là nó rất mạnh liệt. Trong một chuyến đi chơi ở Thừa Thiên Huế, choáng ngợp trước sự to lớn và vẻ đẹp của loài cây bao bác, ông Ngọc cùng hai người bạn đã mang 4 quả về trồng thử nghiệm. 3 trên 4 quả bị chết, quả còn lại bỗng dưng tách vỏ và nảy mầm trong sự sung sướng của mọi người. 200 cây nhỏ cuốn chặt vào với nhau bên trong quả đã được ông Ngọc tách cẩn thận. Sau khi ghép vào từng túi ni lông thì số còn sống 106 cây và phát triển rất nhanh. Chỉ sau khoảng 5 tháng, nhiều cây đã cao trên 2 mét. Nhiều người dân biết tin cây quý hiếm đã tìm đến mua, nhưng ông Ngọc và hai người bạn lại lựa chọn cách khác. Nguyện vọng của chúng tôi là muốn là gì? Là sẽ trao tặng cho một số tỉnh thành và trồng ở những địa điểm vị trí mà nó tương xứng với trị giá của cây này. Cái thứ nhất là để quảng bá cái giống cây này ở đất nước Việt Nam. Cái thứ hai để tạo lên cái môi trường xanh cho Việt Nam. Cái thứ ba là để bảo tồn cái giống gen quý hiếm của cây này ở tại đất nước Việt Nam. Dù chưa biết bao giờ những cây bao bắp này mới được như những cây trưởng thành ở châu Phi, nhưng việc ươm mầm và gieo trồng được 106 cây quý hiếm cũng là một sự thành công lớn. Tại bất cứ đâu trên mảnh đất châu Phi, những cây bao bắp với những tấm thân chắc nịch vươn thẳng lên bầu trời. Loài cây này có thể cao tới 30 mét, thậm chí là 50 mét và sống đến hàng trăm tuổi. Chúng được chú ý vì có khả năng lưu trữ nước bên trong lên tới 120.000 lít nước để đảm bảo tồn tại trong các điều kiện khô cằn tại vùng sa mạc. Cây bao bắp đã xuất hiện trong rất nhiều câu chuyện, những truyền thuyết và trở thành biểu tượng phát triển của lục địa đen đầy nắng gió.